Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Đỗ Missy, thánh hề trong dàn sao nhập ngũ 2022. Mới đây, trailer đầu tiên của sao nhập ngũ 2022 đã được tung ra trong sự chờ đợi của người hâm mộ. Trailer hé lộ những chi tiết đắt giá về cuộc sống quân ngũ 7 ngày đầy khốc liệt của dàn sao tham gia mùa này. Trong đó, đáng chú ý phải nói tới streamer Đỗ Missy. Vốn được biết tới với hình ảnh hài hước mỗi lần livestream, Đỗ Missy trong sao nhập ngũ sẽ là một hình ảnh như thế nào? Ngay khi mở màn trailer, người xem đã cảm thấy không khí căng thẳng và cả những giọt nước mắt. Qua đó cho thấy tính chất gay gắt của chương trình thực tế này đòi hỏi rất nhiều ở những người tham gia phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. Có khi là tiếng hét thất thanh, lúc lại là những lời động viên nhau không được gục ngã, phải cố vượt qua. Một câu nói của trung đội trưởng, các đồng chí nhất nhất nghe theo khẩu lệnh, không cười đùa, cũng đủ khiến không khí trở nên trầm xuống tới mức nào. Những fan của streamer Đỗ Missy dễ dàng nhận thấy anh chàng để lộ body trong một thử thách vào ban đêm, phải lộn xuống dòng nước lạnh với yêu cầu không sợ bóng tối, không sợ nước, không sợ bẩn. Dù gương mặt khá căng thẳng của Đỗ Missy ở những yêu cầu khó khiến fan cũng thấy lo thay cho anh, nhưng cuối cùng thì vẫn là tính hài không thể lẫn của streamer này trong động tác hành quân. Là một ông bố hai con, còn là anh lớn có tên tuổi trong làng streamer, nhưng khi đi đèo bước bên cạnh anh Duy Khánh, Đỗ Missy vẫn khiến những đồng chí bên dưới chỉ biết lắc đầu cười trừ. Bên cạnh đó, khán giả cũng cảm nhận được Đỗ Missy hết lòng lo cho đàn em.